À, cái này dàn liền là 15 triệu ha. Mến chào các bạn nha. Hôm nay mình có mặt tại cơ sở chuyên làm dàn đắp bờ. Ở đây dàn đắp bờ, dàn pha đường nước tùm lum chân anh. À, mình làm những món gì với gì? Đắp bờ, pha đường nước. Dạ. Rồi cái này bánh bơi được luôn ha. Dàn đắp bờ là cái này dàn liền này là 15 triệu anh ha. Còn cái dàn này, dàn pha đường nước này. 12 triệu ha. À, cái này cái dàn đắp bờ này là 15 triệu. Này cơ sở Tấn ở cầu số 9 nè các bạn. Còn cái này là cái mình chưa có sơn anh ha. Cái này là 15 triệu các bạn. Ai đặt thì mình sẽ để số điện thoại các bạn liên hệ qua bên mình. Cái dàn này là ti này là bao nhiêu tiền anh? 26 triệu là mình ở trên máy cài mình điều khiển luôn ha. 26 triệu có cái cục này là mình đem lên trên máy cài. Cục này, cái này là mình làm chất liệu bằng sắt không chứ không phải là bằng inox anh hả? Vậy là mình muốn đặt inox cũng vẫn có luôn anh ha. Dạ, vậy là cái dàn này là 26 triệu ha. Mình vận chuyển tới chỗ là mình ăn cao lên hay sao anh? Một cây số là 10 ngàn. Như vậy là gỡ về tới đâu cũng gỡ hết trơn khắp nơi. Cả nước luôn. Mà Hà Nội đâu cũng gỡ luôn anh ha. Dạ, mỗi cây số là 10 ngàn. Hà Nội thì phí ngoại là 3 triệu. Nếu gỡ tới Hà Nội thì đem đồ về tới ngoại là 3 triệu. Phí 3 triệu ha. Dạ, chuyển khoản cho anh trước. Dạ dạ. Vậy là khắp nơi trên đất nước luôn ha. Rồi mà người ta muốn đặt cho với anh là chất liệu bằng inox thì anh cũng vẫn làm luôn ha. Rồi rồi. Xíu nữa anh kết bạn Zalo với em ha. Đây là cơ sở anh Tấn ở cầu số 9 nha các bạn. Dạ dạ. Rồi rồi. Ờ, còn cái này cái gì anh Tấn? Cái khoan đường nước bìa hả? Nó khoan nó lắp lên mấy cài rồi cái này nó làm nằm bên hông. Rồi nó phóng chân giữa. Nó phóng vô. Ngậu ha. Cái này nhiêu anh? Cái này giá tại đây 17. Này là giá tại đây là 17 ha. Cái này là có cái nhiệm vụ của nó khoan đây ha. Khoan nó hút đây. Cái này liền. Không có cái tăng đưa nè. Dạ. Yeah. Vậy là dàn 17 này nó có cái tăng đưa. Dạ. Yeah. Còn dàn 15 triệu nó không có cái tăng đưa đó. Ở đâu vậy là cái này 17 luôn rồi. Nó có tăng đưa kìa. Tăng đưa đóng lá ha. Dàn này vẫn là dàn ti nhưng chưa gắp ti vô. Dạ. Dạ. Vậy là cái này là ở đây là mình làm bánh bơi, chỉ là bánh bơi thì tùy theo người ta đặt sao được mình làm vậy ha. Bánh bơi cặp 5 triệu. Cặp 5 triệu ha. Là cái đó là sử dụng cái con máy gì anh? 4G44. Dạ. 514 đó. Dạ đều là cặp đều 5 triệu hết ha. Rồi dàn phát gạ đây có làm không anh? Phát gạ chưa có làm. Chưa làm ha. Dạ. Vậy là ở đây mình không có làm dạ đắp bờ khoan đường nước. Đắp bờ cái số lượng nó nhiều. Với bánh bơi. Ở đây là mình chỉ làm dàn đắp bơi, gì dàn đắp bờ với dàn khoan đường nước. Chứ khoan đường nước giữa với khoan đường nước bè. Với bánh bơi là nhiêu đó nha các bạn, chứ chưa có làm phát gạ. Rồi để mình vô đây mình khám phá cơ sở của anh xíu cho các bạn và mọi người cùng xem. Đây các bạn, mấy anh công nhân đang làm nè các bạn. Đồ đạc lũ thủ cho các bạn. Cái này mình sửa lại cái dàn. Cái này sửa lại cái dàn gì anh? Dàn đắp bờ ha. Sơn nó bự ghê ha.
Cái đắp bờ sao nó bự dữ vậy đó. Nha, vậy là cua cái này của người ta ha. Của người ta rồi chạy không đạt rồi đem ở đây cho anh chỉnh sửa lại. Cái này cũng làm vàng đắp bờ không đấy anh? À, gốc này bự dữ ha. Cắt dày dày không? Đây ảnh làm ra hàng loạt cái vàng đắp bờ luôn các bạn. Còn anh thợ này đang làm đấy các bạn. Này mình đang tiện cái cốt gì anh tiện cái đó. Dạ dạ. Dạ. Mỗi lần mình lắp cái này lên mình dán cái telecon này chơi telecon luôn hết ta. Chơi gì là không chảy ra được luôn. Cái này anh đang sửa của người ta các bạn chứ không phải là của cơ sở mình làm. Vàng đắp bờ cái này giống telecon quá ha. Telecon ha. Ồ, bây giờ làm tăng tiến quá ta, cho telecon gắn cái mộc ép lại rồi đâu có xì nhớt gì vậy được. Này anh đang gấp cái hộp sọ gì vậy anh Tấn? Giấy đường nước giữa ha. Hộp sọ này mình mua đồ nghĩa địa của nước ngoài ha. Đồ của nước ngoài mà nghĩa địa là ngon à. Nhông của nó này các bạn. Này vác đường nước giữa. Rồi cho dán keo lại. Giờ có cái này sướng rồi chứ. Này mình khỏi cắt gòn lên anh Tấn ha. Rồi, có cái nào ngon bằng này, nó giống như dạng như giống như mũ vậy. Apollo. Apollo ha. Dạ. Apollo cho tốt chứ không có thường. Dạ. Dài năm mấy ngàn. Dạ. Để cho nó gáo cho nó có cái độ dẻo ha. Chứ nếu mình để như ịn như vậy là bây giờ nó dẹp đét luôn. Này anh để cho nó dẻo dẻo các bạn. Chứ bây giờ mà nó mình ịn vô cái là nó sát gạt luôn à. Em dẫn cho gắn keo luôn, gắn keo luôn cái gì.
này hộp sọ này của cái thằng gì mà mình chế lên này ta? Hả? Sọ của Isaki ha. Rồi video mình xin kết thúc tại đây các bạn, cho thấy sơ sơ cơ sở của anh làm như thế nào vậy thôi.